Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến bà con loại giống cỏ du di. Trên tay tôi là giống cỏ du di này của Thái Lan. Loại giống cỏ này thì đặc điểm của nó thì cỏ hòa thảo, rễ chùm, thân nửa đứng, lâu năm, có thân ngầm, chiều cao cây khi cỏ ra hoa có thể khoảng là 1,5 m. Lá của cỏ du di là dài khoảng 25 cm, rộng khoảng 15 m, mềm và có nhiều lông. Cỏ có khả năng chịu được hạn tốt và phát triển ở vùng đất cao ráo, thoáng, nước tốt. Trên tay tôi là cỏ du di của Thái Lan, các bạn có thể xem bao bì của cỏ, tên chữ của Thái Lan. Cái này thì về Việt Nam đã được 15-20 năm, được thử nghiệm tại Việt Nam rất là thành công. Loại này thì có thể các bạn có thể dùng để chăn thả rất là tốt, để nuôi bò, dê, hổ, cá, các loại gia súc. Trên đây tôi quay video cho các bạn coi các loại cỏ du di bao bì của Thái Lan. Các bạn có thể mua các loại giống cỏ này tại website giongcochannui.com. Hoặc là muốn cần tư vấn hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi thì các bạn có thể liên hệ 0938 897 099. Cỏ du di này thì nó cứng và nó giòn hơn cỏ Guinea, nên gia súc có khả năng lợi dụng rất là tốt. Ngoài ra việc sử dụng cho ăn tươi, có thể phơi khô làm thức ăn dự trữ vào mùa đông xuân. Cỏ này một ký các bạn có thể trồng được 1.000 m2. 1.000 m2 có thể là bạn có thể trồng xưa, còn ví dụ các bạn có thể trồng dài thì các bạn có thể trồng từ 2 ký. Cỏ du di, đặc biệt cỏ du di này có thể chịu được cái bóng râm rất là tốt nha các bạn, chịu được giẫm đạp cao, chịu được hạn tốt 6 đến 7 tháng. Như gần cỏ du di các bạn có thể thấy cái bao bì của nó và cái hạt giống cỏ của nó như thế nào. Cái này thì có thể các bạn trồng 1 năm có thể thu hoạch được nhiều lứa, có thể sống cỏ này sống 5 đến 7 năm. Thành phần protein thô của nó ban đầu thì có thể từ 11 đến 14%. Một năm có thể các bạn thu hoạch từ 150 ha đến 250 ha trên 1 tấn. Lứa đầu tiên các bạn có thể trồng là từ 60 ngày, 80 ngày có thể thu hoạch lứa đầu, còn các lứa về sau các bạn có thể thu hoạch từ 15 đến 25 ngày chắc một lứa. Sau đây tôi kết thúc video này, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.